Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong thế giới của tôi chuyển sinh thành Slam, có rất nhiều chủng tộc cao cấp và mạnh mẽ như rồng, tinh linh, ác ma. Cũng từ đấy mà ra đời nhiều nhân vật có sức mạnh đủ để hủy diệt cả một quốc gia. Họ là những tồn tại độc nhất và vô cùng mạnh mẽ, mỗi người xưng bá một phương và có sức mạnh đặc trưng khác nhau. Và ngày hôm nay để hiểu sâu hơn về thế giới Slam Datagen, anh em hãy cùng Anime Wiki điểm qua top 10 những nhân vật mạnh nhất trong thế giới này nhé. Lưu ý video này sẽ không đưa Vedanova vào danh sách vì chân long này đã là một nhân vật quá cố từ rất lâu rồi. Vị trí số 10, cơn thịnh nộ của đại lục Dark Ryu. Dark Ryu là một người thuộc tộc khổng lồ, chủng tộc được sinh ra cùng lúc với chủng Thiên Thần, và anh ta đã được giao cho trọng trách trở thành người gác cổng của Thiên Đàng. Vì sinh ra cùng lúc với các Thiên Thần nên cơ thể Dark Ryu chứa rất nhiều năng lượng, cũng vì vậy nên anh ta từng từ chối hạt giống Ma Vương để tiến hóa thành Ma Vương. Tuy nhiên sau khi trải qua nhiều cuộc chiến, các Ma Vương bắt đầu loại bỏ những người khổng lồ và tiên nữ để bảo vệ chủng tộc của mình. Dark Ryu đã thức tỉnh trở thành một chân Ma Vương. Anh ta sở hữu Magic Nullity, một khả năng đặc biệt của tộc người khổng lồ, bằng cách kích hoạt Anti-Magic Core. Tất cả những đòn tấn công ma thuật sẽ tự động bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên với cơ thể khổng lồ cao trên 2 mét thì các đòn tấn công vật lý trước Dark Ryu cũng không khả quan cho lắm. Kháng ma thuật, chống chịu vật lý cực tốt. Chưa dừng lại ở đó, Dark Ryu còn có thể chuyển sang trạng thái chiến thần Asura. Càng tức giận, sức mạnh càng tăng lên, chiều cao cũng phát triển hơn, tối đa có thể lên tới 10 mét. Trong trạng thái này, Dark Ryu được đánh giá là có thể phá hủy bất cứ thứ gì trên đại lục. Tuy nhiên vì thức tỉnh thành ma vương nhưng Dark Ryu không sở hữu kỹ năng tối thượng nào cho riêng mình, nên tớ đã xếp anh ta ở vị trí số 10 trong danh sách này. Vị trí số 9, nữ hoàng tinh linh Grammiris dạng trưởng thành. Là nữ hoàng của tộc tinh linh đại diện cho sức mạnh của tự nhiên và là một trong những tạo vật đầu tiên của Vedanova với mục đích duy trì cân bằng cho thế giới và cũng là một trong ba ma vương thượng cổ. Thế nhưng khi xuất hiện trong manga và anime, Grammiris lại có hình dáng bé xíu và luôn thi triển những pha tấu hài đi vào lòng đất, khiến nhiều người lầm tưởng cô là một nữ hoàng ăn hại. Tuy nhiên Grammiris thật sự rất mạnh, khi Milim mất kiểm soát, chính cô đã cùng với Gai ngăn chặn sự tàn phá của nhân long này. Grammiris sở hữu một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ và độc nhất, đó là sáng tạo mê cung. Nó cho phép cô tạo ra mê cung một cách vô hạn, và ở trong đó Grammiris có quyền kiểm soát mọi thứ một cách tuyệt đối, như hồi sinh một người nào đó hàng trăm nghìn lần hay tạo ra mọi thứ ở nơi đây. Ở hình dạng trưởng thành, khả năng của sáng tạo mê cung được so sánh gần như ngang bằng với năng lực sáng tạo vạn vật của tinh vương long Vedanova. Vì là nữ hoàng tinh linh nên theo quy luật của thế giới, cứ mỗi 1.000 năm Grammiris sẽ mất hết sức mạnh và trở về hình dạng sơ sinh. Từ đó cô lại tiếp tục tích trữ sức mạnh để phát triển thành dạng trưởng thành. Cứ thế vòng lặp này diễn ra. Dù mất hết sức mạnh mỗi lần tái sinh, nhưng Grammiris vẫn giữ lại được ký ức khiến lượng kiến thức của cô trở thành một vũ khí vô cùng quý giá. Cũng chính vì vậy Grammiris được xem là người phán xử của Slam và chỉ xuất hiện khi cân bằng thế giới bị xáo trộn. Vì không có nhiều kỹ năng chiến đấu và chỉ bá đạo trong mê cung, nên tớ đã xếp nữ hoàng này ở vị trí thứ 9 trong danh sách này. Vị trí số 8, anh hùng vô danh Cloud Albert là một trong những chân anh hùng được công nhận trên thế giới và là một bán thân, cấp độ cao nhất mà loài người có thể tiến hóa thành. Giống như Rimuru, Cloud cũng là người đến từ thế giới khác nhưng lại được triệu hồi đến như một vũ khí chiến tranh hủy diệt. Tuy nhiên cô đã may mắn sở hữu một lượng ma thuật lớn và triệu hồi được một trong những tinh linh mạnh mẽ nhất, đó là tinh linh thời gian. Với nó, Cloud sở hữu một khả năng cực kỳ bá đạo, đó là có thể sử dụng ma thuật thời gian như điều khiển thời gian hay thậm chí là du hành thời gian. Sau nhiều biến cố, Cloud đã nhận được quả trứng anh hùng và trở thành một chân anh hùng. Trải qua các trận chiến cực kỳ ác liệt với những nhân vật máu mặt như Gai, Yuki hay Vedora, Cloud đã tiến hóa trở thành một bán thân, một tồn tại sánh ngang với các chân long, và bằng sức mạnh thời gian, cô đã trở thành anh hùng mạnh nhất thế giới. Vị trí số 7, Bạch Băng Long Vejado. Vejado là chân long thứ hai được sinh ra sau tinh vương long Vedanova, và cô là chị cả trong các chân long. Cô hầu như không quan tâm đến các vấn đề của thế giới mà thường dành thời gian sống tại cung điện Bạch Băng đặt tại lục địa băng giá. Là một con rồng băng, sức mạnh của Vejado lớn đến mức hàn khí cô thoát ra đã khiến toàn lục địa cô sống trở nên băng giá. Về sức mạnh, chân long này được đánh giá là con rồng mạnh thứ hai sau Vedanova, với kỹ năng tối thượng được tiến hóa thành băng thần chi vương Thuhu. Tuy nhiên cô đã bị 2DM vượt mặt nhờ chủ tịch Rimuru bảo kê, vì vậy cô đành xếp ở vị trí thứ 7. Trước Nhiệt Long Vegreen. Vegreen là chân long thứ 3 được sinh ra trên thế giới. Cô sở hữu khả năng điều khiển nhiệt độ và những ngọn lửa. Bằng trí thông minh của mình,
cô đã rèn luyện bản thân để có thể kiểm soát sức mạnh lửa thiêu đốt như một động cơ, giúp tăng tốc và đem đến khả năng di chuyển cực nhanh trên chiến trường. Vì thế cô mang danh là con rồng nhanh nhất thế giới. Và Green cũng sở hữu sức mạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhất là sau khi được Rimuru nâng cấp kỹ năng tối thượng trở thành Viêm Thần Chi Vương Thu Ha. Nhờ đó cô đã vượt qua người chị Vezado và trở thành một trong những chân long mạnh nhất thế giới. Vị trí số 5, Bạo Phong Long Vedora, là một trong 4 chân long đầu tiên và là một trong những thực thể tối thượng của thế giới. Mang danh là Bạo Phong Long, Vedora có năng lực tạo ra các cơn bão tố gây phá hủy một vùng đất. Vì vậy, trong quá khứ, nó là một sinh vật thảm họa gây khiếp sợ trên toàn thế giới. Không bất ngờ khi Vedora thuộc top nhân vật mạnh nhất. Tuy nhiên, điều khiến cho Vedora vượt lên trên hai cô chị của mình đó là khả năng liên kết với chủ tịch Rimuru nhờ vào hành lang linh hồn. Do đó, bên cạnh việc mượn sức mạnh từ Rimuru, Vedora gần như cũng bất tử giống anh bạn thân của mình, khi có thể hồi sinh lại vô số lần nhờ những thông tin đã được lưu trữ bên trong Rimuru. Chỉ cần Rimuru còn sống, thì Vedora có thể hồi sinh lại bất cứ lúc nào. Cũng vì thế mà ta xếp chân long này ở vị trí thứ 5 trong danh sách. Chúa tể bóng tối Guy Crimson. Là ma vương thượng cổ nên Guy được coi là một trong những sinh vật mạnh nhất trên thế giới, thậm chí là ma vương mạnh nhất trước khi Rimuru xuất hiện. Xuất thân từ một trong 7 ác ma lâu đời và mạnh mẽ nhất, khi được triệu hồi đến thế giới loài người, Guy nhận nhiệm vụ tàn sát các quốc gia đang gây chiến tranh và nhờ đó đạt đủ điều kiện để tiến hóa thành chân ma vương. Và Guy chính là một trong những ma vương đầu tiên của thế giới. Sau cuộc gặp gỡ với tinh vương long Vedanava, ma vương này đã quyết định lui về ở ẩn và chú trọng bảo vệ loài người. Vào cuối bộ truyện, Guy sở hữu sức mạnh lớn đến mức có thể đánh bại cả một chân long. Với thần vực sâu nâu đen, kỹ năng được tiến hóa từ vua kiêu ngạo Lucifer, Guy có thể sao chép bất kỳ kỹ năng tối thượng nào khi nhìn thấy. Đặc biệt hơn là bản sao chép cũng có 100% sức mạnh của bản gốc. Anh ta đã sao chép thành công hai kỹ năng vô phẫn nộ Stanen từ Milim, cho phép gia tăng sức mạnh theo cơn giận. Tuy nhiên vì nó đốt quá nhiều ma tố nên anh ta thường chỉ sử dụng được 40% sức mạnh. Kỹ năng thứ hai được sao chép là vua thần khiết Metatron của Leon Cromwell. Năng lực cho phép lấy năng lượng tinh khiết nhất có thể từ bất cứ thứ gì. Và người sở hữu còn sử dụng được ma thuật ánh sáng cùng với ma thuật thánh, thứ sức mạnh chính để thanh tẩy các ác ma trong thế giới Slam. Ngoài sức mạnh và kỹ năng, Guy còn sở hữu một thanh ác ma kiếm cấp bậc thần cấp, được rèn từ lõi của ngôi sao, nguyên liệu được cho là cứng nhất thế giới và nó được coi là một trong những thanh kiếm mạnh nhất còn tồn tại. Với ác ma kiếm trong tay, cùng với khả năng kiếm thuật thượng thừa, ngang ngửa với hai anh hùng Rudra và Crow thì có thể nói Guy đích thị là một trong những nhân vật mạnh nhất thế giới Slam Dataken. Vị trí số 3, kẻ hủy diệt Milim Nava. Như đã biết trong anime, Milim là sản phẩm của Vedanava và một cô gái loài người. Chính vì vậy, cô đã thừa hưởng nguồn sức mạnh khổng lồ từ cha mình bao gồm nguồn năng lượng vật chất Stardust và kỹ năng lo phản ứng ma tố, mang lại lượng ma tố bất tận cho Milim. Trong sự kiện sau cái chết của chú rồng cưng, Milim đã thảm sát hàng loạt quốc gia và trở thành một chân ma vương, sau đó thức tỉnh kỹ năng vô phẫn nộ Stanen. Năng lực cho phép cô gia tăng sức mạnh từ cơn thịnh nộ, càng chiến đấu càng tức giận, sức mạnh của cô lại càng gia tăng và giới hạn của nó gần như là vô cực. Điểm yếu duy nhất là kỹ năng này tiêu hao một lượng lớn ma tố. Tuy nhiên điều này trở nên vô nghĩa khi Milim sở hữu lò phản ứng ma tố. Vì vậy khi trong trạng thái chiến đấu trước các đối thủ mạnh ngang tầm hoặc không mạnh hơn cô quá nhiều thì Milim gần như là không thể bị hạ gục. Chính vì điều đó nên tớ đã xếp cô nàng này ở vị trí thứ 3 trong danh sách. Vị trí thứ 2, chùm cuối phản diện Yuki Kagurajaka. Xuất hiện đầu bộ truyện như một công dân hiền lành lương thiện, là chủ tịch của hiệp hội tự do chuyên giúp những đứa trẻ được triệu hồi. Tuy nhiên sự thật đằng sau lớp màn đó của Yuki là một tên phản diện mang bộ óc thiên tai. Hắn xem con người như sâu bọ, là những con tốt để phục vụ bản thân. Và để đi lừa lọc thiên hạ, hắn đã tuyên bố rằng mình không sở hữu bất kỳ năng lực đặc biệt nào, là chỉ đơn thuần là thể chất phát triển nhanh bất thường. Thế nhưng sau này Yuki được biết đến là sở hữu một bộ kỹ năng khá ấn tượng và trở thành chùm cuối của series và chúa tể tham lam Mammon. Yuki có thể tước đoạt mọi thứ từ cuộc sống, khả năng, thậm chí là cả trí óc và cấy ghép lại trí nhớ cho người khác. Hay vua công lý Michael cho phép hắn điều khiển các thiên thần và du hành vào thiên đường. Chúa sáng tạo Ahura Mazda và thông tin vương Akashic Records cho phép Yuki tạo ra mọi thứ mình muốn. Cùng với đó là một lượng ma tố khổng lồ từ lò phản ứng ma tố khiến Yuki đã trở nên vô địch. Thậm chí khi đến cuối truyện, một mình hắn có thể cân cả ba chân long và ba thượng cổ ma vương một cách nhẹ nhàng. Chỉ duy nhất một người có thể cản bước được Yuki lúc này đó chính là Rimuru. Hỗn thế thánh ma vương Rimuru Tempest. Vâng, kể về độ bá của Rimuru thì rất chi là dài. Khi chỉ tính riêng tập đoàn đa cấp của Slam này thôi đã là một thế lực khủng khiếp rồi. Bắt đầu từ một con Slim nhỏ bé, với vài skill bá đạo như phàm ăn hay đại hiên giả,
đến cuối truyện, Rimuru là một tồn tại độc nhất. Khi vừa tiến hóa thành Demon Slayer, vừa thức tỉnh Long Chủng, trở thành chủng tộc Long Man niêm tính tinh thần thể. Lúc này Rimuru sở hữu nguồn năng lượng vô tận, khả năng xuyên thời không, cùng hàng loạt skill không thể bá đạo hơn như thần hư không Azathoth, cho phép Rimuru điều khiển không gian và thời gian, đi xuyên qua các thế giới, hay đơn giản là quang đấu thủ đến tận cùng của thời không, nơi khởi nguồn của vũ trụ, hay kỹ năng chú tể thu hoạch súp Nicurat, tiến hóa từ phàm ăn, cho phép Rimuru hấp thụ triệt để bất cứ thứ gì, hoặc với cặp skill bá đạo chúa sáng tạo Ahura Mazda và thông tin vương Akashic Records, Rimuru có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình mong muốn. Còn rất là nhiều những ma thuật hay kỹ năng kháng khác. Với lò phản ứng ma tố, Rimuru sẽ không bao giờ cạn kiệt dù xài một đống skill cấp cao. Sau này, kỹ năng độc quyền đại hiện giả của Rimuru đã tiến hóa thành thần trí hoạch Cell, trở thành một thực thể chứ không phải là một kỹ năng đơn thuần nữa. Ngoài ra, giống như tinh vương long Vedanava, Rimuru có thể sử dụng năng lượng hư vô Nihility, một nguồn năng lượng bất tận và mạnh hơn rất nhiều so với ma tố. Tung cái váy lại, Rimuru đã trở thành một thực thể mạnh mẽ và bất bại của thế giới, ngang với đấng sáng thế Vedanava khi xưa. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua về top 10 nhân vật mạnh nhất trong thế giới Slam Dunkerken. Theo anh em còn thiếu thông tin gì không? Hãy bổ sung ở phần comment nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.